Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà đẹp Thuận Dương. Hôm nay Thuận Dương giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn với ngôi nhà này ở trên đường Imun, gần nhà thờ Thánh Giuse. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 cái toilet. Thuận Dương mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong để tham quan với Thuận Dương nhé. Đây. Anh chị vào á. Đây là cái sân đĩa xe. Cái sân đĩa xe này á là chủ đầu tư người ta cũng trồng cây, thì thấy cái không gian ở đây á nó rất là thoáng và giúp cho cái ngôi nhà của mình nó xinh hơn. Sân để xe đây anh chị có để là xe ô tô anh chị nhé. Rồi tiếp tục Thuận Dương mà anh chị vào bên trong. Phòng khách luôn luôn đi kèm có bộ ghế sofa và tivi cho anh chị ngồi để xem. Và tiếp đến là phòng khách, đó là phòng bếp. Phòng bếp thì anh chị biết rồi, Thuận Dương thích nấu ăn thì phòng bếp lúc nào Thuận Dương cũng thích cái bếp cả. Đó, phòng bếp rất là rộng anh chị. Phòng bếp đây cũng có cái quầy bar nhỏ nhỏ để cái bình hoa rất là xinh cho anh chị nè. Rồi tiếp đến thì bên này cũng có bộ bàn ăn, tủ lạnh, tủ lạnh 4 cánh cho anh chị. Và ngay đây thì chủ đầu tư tận dụng cái cầu thang để bên dưới là có quầy rượu. Tiếp đến Thuận Dương mời cô chú anh chị vào bên trong nha. Tiếp tục bên dưới thì trong này ngay cái phòng ăn thì ở trong đây có cái phòng ngủ. Phòng ngủ đây thì cũng đầy đủ tiện năng cho anh chị, có nệm và có đầy đủ đồ để cho anh chị tủ quần áo anh chị nhé. Tiếp đến thì ngay chỗ này có hình ảnh của người phụ nữ, nó cũng giúp cho điểm nhấn cái phòng này. Và điều đặc biệt thì ngay đây chủ đầu tư cũng tận dụng cái không gian giếng trời, không gian cho giếng trời cho anh chị để anh chị lấy tối đa về phòng ánh sáng, tối đa ánh sáng tận dụng ánh sáng bên ngoài vào, có gió vào, có không khí vào bên trong nhà để giúp cho gia đình mình sẽ sức khỏe tốt hơn. Và ngay đây thì anh chị có thể tận dụng để cho anh chị tới uống cà phê, đọc sách. Rồi tiếp đến anh chị đến cái phòng trong, bên trong là toilet anh chị. Toilet rộng anh chị nha. Toilet thì trong này người ta lót bằng đá xanh xanh, nó cũng sạch. Bồng rửa tay cho anh chị. Thường như đi chỗ nào cũng thích bồng rửa tay để rửa tay anh chị ạ. Rồi tiếp đến Thuận Dương mời cô chú anh chị và các bạn lên lầu anh chị. Chủ đầu tư người ta thiết kế ngay không gian cái này giúp cho nó có phòng nó rộng hơn, cái nhà ngôi nhà nó đẹp hơn và cũng là tủ trưng bày rượu, rượu ngâm cho anh chị nhé. Tiếp đến lên cầu thang, và cầu thang thì tay cầm cũng bằng làm bằng kính cường lực cho anh chị. Đá bàn lốc bằng đá kim sa. Cô chú anh chị lên lầu nha. Lên lầu thì không gian ở trên lầu trên này Thuận Dương thấy rất là xinh nha, màu trắng. Và ngay cái không gian này anh chị ngồi có phòng khách trên này đó, ngồi cho cô chú anh chị và các bạn. Đây là phòng khách của gia đình bạn bè, và điều đặc biệt ngay cái phòng khách ở trên này á, cái màu này người ta làm bằng lá xanh giúp cho cái phòng của mình nó rất là nhẹ nhàng, màu trắng đi tông màu vàng vàng, nó rất là hài hòa và rất là tinh tế ngôi nhà. Và ngay đây thì màu trắng, tủ màu trắng thì chụp anh chị có thể để tủ sách, tủ sách và thêm những cái cây nhỏ giúp cho không gian ngôi nhà mình nó đẹp lên ha. Mời cô chú anh chị và các bạn đi vào phòng bên trong đây nữa. Bên trong đây là phòng màu hồng. Màu hồng này tông màu trắng, và điều đặc biệt cũng có cái giếng trời cho các bạn để tận dụng ánh sáng tối đa vào bên trong. Cái ngôi nhà này có gió, ánh sáng, nắng buổi chiều chiếu vào cái phòng ngủ anh chị nhé. Sáng chưa nè. Đó, anh chị nhà này là sáng anh chị nhé. Hoa thì tủ này anh chị có thể trang trí, và đầy đủ trong phòng cũng đầy đủ là tủ quần áo cho anh chị, quần áo màu hồng, một tủ màu hồng cho anh chị. Rồi tiếp đến anh chị vào bên trong, đó là toilet. Toilet đây là cái kệ để anh chị đựng ha, xà bông, cái kệ đựng cho anh chị để rửa đồ. Và tiếp đến bên trong là cái toilet ở trong này thì cũng đầy đủ. Tiếp đến thì cái chỗ này bên trong thì cũng có cái thông gió, cửa sổ thông gió cho anh chị nha, để thoát khí ra bên ngoài. Và Thuận Dương rất là thích ngay trên lầu, mà Thuận Dương thấy chủ đầu tư thiết kế ngay chỗ này là tận dụng được cái không gian, cái nhà người ta thiết kế rất là sang trọng.
Bên trong cái phòng master này rất là đẹp anh chị. Thường thường là anh chị thường thường thiết kế luôn cái phòng, nhưng mà bên đây người ta tận dụng nguyên một cái phòng để nhìn ra bên ngoài cái hướng Tây Bắc của mình ha. Trong phòng này đầy đủ tiện năng. Tủ quần áo, lúc nào cũng tủ quần áo rất là nhiều. Đó cho anh chị giường ngủ. Và bên này vô là các cái toilet bên này nha. Toilet bên này rộng anh chị nhé. Toilet trong này rất là rộng nè. Toilet trong này rộng. Đó. Đầy đủ. Anh chị thấy cái toilet không? Sáng trưng. Và chủ đầu tư cũng có thêm cái rũa cho anh chị đựng ha. Cái rũa này rất là thích. Anh chị đựng khăn và đầy đủ. Anh chị để xà bông. Rồi tiếp đến ra bên ngoài. Đây cái kệ hoa, tủ sách anh chị thích. Và trên đây cũng có những cái họ làm bằng cái màu đan đen này nè. Họ làm rất là đẹp nha anh chị nha. Cái phòng này Thuận Dương, phòng này master Thuận Dương thấy rất là rộng nha anh chị, có ánh sáng vào đầy đủ công năng. Khi mà Thuận Dương đi qua á, Thuận Dương thấy chủ nhà chủ đầu tư người ta càng làm kỹ và người ta thiết kế rất là tinh tế. Và cũng là khi mà thời gian mà anh chị mua nhà thời gian này thì giá nhà đã giảm. Anh chị nếu mà anh chị nào thấy cũng thấy mình thích thì anh chị nên mua. Và cái đây cũng có thêm một cái ghế ngồi thích quá. Phone toàn bộ nội thất phone cho anh chị nhé. Đó. Đầy đủ. Cái phòng này rất là thích, nó sáng anh chị nhìn nè, nó nhìn đi thấy sáng, ánh sáng vào ha. Đó, nhà mà có ánh sáng vào thì mình sử dụng tối đa ánh sáng bên ngoài vào để tiết kiệm điện năng, có gió cho anh chị. Và tiếp đến có cái gương, cái gương rất là đẹp anh chị nè. À, gương đẹp quá ha, gương rất là sang, đầy đủ không có thiếu gì hết. Và tiếp đến là ở bên ngoài này cũng có một cái ban công ánh sáng vào, đầy đủ ánh sáng, có cây xanh đó, cũng có thêm cái rổ để cho anh chị đựng đồ ha. Đầy đủ ánh sáng, nhà này không cần phải bật điện anh chị nha. Đó, nhà người ta ở đông đúc. Gần nhà thờ, gần trường học. Đi nhà thờ sáng sáng sớm anh chị dạy anh chị đi lễ đó, thì cách đây đi cỡ 3-4 phút tới nơi. À, trên lầu chủ đầu tư lấp cái sàn gỗ rất là xinh sang cái nhà. Và nhà gồm có 3 phòng ngủ, 3 toilet, sân để xe, phòng một phòng khách, một phòng bếp. Nhà thoáng, rất là thoáng. Anh chị nào thấy thích rồi hãy gọi cho Thuận Dương qua số điện thoại 0937 848 976 để Thuận Dương mời anh chị xuống tham quan sở hữu ngôi nhà này nhé. Nhà này trị giá là 4 tỷ rưỡi. Nhà gần nhà thờ Thánh Giuse, gần đường trường học. Anh chị nào đang có nhà đẹp và chuẩn bị có nhà đẹp muốn ký gửi hay gọi cho Thường Dương. Thường Dương xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn sớm tìm được ngôi nhà ưng ý trong căn nhà đẹp Thường Dương. Thường Dương xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này và xin hẹn gặp lại anh chị vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo.